bác. Ở clip hôm nay ấy, thì em sẽ chia sẻ cho các bác về cái mẫu M617 phiên bản mới của năm 2021. Đó, thì bây giờ là em sẽ chia sẻ qua về cái cấu tạo của cái em này. Cái em này thì cái bản 2020 cũng như các bác đã biết rồi, cái bản 20 về bản 21 này về cơ bản nó sẽ giống nhau các bác nhé. Hình thức các thứ là nó sẽ như nhau về độ sáng. Và nó chỉ khác là các bác có thể thấy là cái kính của cái phiên bản mới này nó đã tráng thêm một cái lớp ánh xanh đúng không ạ? Rất là đẹp. Về cái lớp ánh xanh như thế này thì nó sẽ giảm thiểu cái độ chói mắt khi mà xe của chúng ta lắp những cái phần bi như thế này mà chúng ta không đi, mà chúng ta để ở bờ đường chẳng hạn đó. Thì những cái xe ngược chiều người ta chói đèn vào đây này thì nó sẽ sáng lên. Thì khi cái thấu kính của chúng ta ở đây nó được tráng một cái lớp này rồi thì nó sẽ hạn chế tối đa cái việc mà phản ánh sáng như thế, nó không gây chói mắt cho người ngược chiều. Cộng với lại là nó có cái phần ánh sáng của cái màu len tím như thế này, nó cực kỳ là thời thượng và đẹp. Đó, thì cái phiên bản này nó sẽ đắt hơn cái phiên bản của năm 2020 một xíu. Rồi, thì bây giờ em sẽ đi vào cái nhân vật chính của chúng ta. Nó là một đôi cặp đèn ở đây. Thì giới thiệu với các bác thì cái phiên bản này thì bên em có 3 phiên bản. Thứ nhất là phiên bản V1, phiên bản V2 và phiên bản V3. Thì em sẽ nói qua về cái phiên bản V1. Thì phiên bản V1 là chính là cái phiên bản mà em đang cầm ở trên tay ở đây. Thì nó chỉ có như thế này thôi. Và cái phần thấu kính ở đây nó sẽ không có cái daylight hay còn gọi là cái mắt quỷ, nó không có đổi màu được. Thì cái phiên bản V2 thì bên em có cái phiên bản là cái kính này nó sẽ đổi màu. Ví dụ như ở đây thì chúng ta sẽ có màu đỏ này, màu trắng này, màu xanh, xanh blue, xanh ai là xanh băng và màu tím, vân vân. Còn cái phiên bản hiện tại em đang trưng bày ở đây nó chính là cái phiên bản V3. Phiên bản V3 này nó được tích hợp một dạng là mắt quỷ dùng app. Mắt quỷ dùng app thì nó sẽ như thế nào thì bây giờ là em sẽ cho đèn nó sáng lên để tiện chia sẻ cho các bác. Rồi, thì cái phần mắt quỷ dùng app ở đây thì em đang có một cái cục driver. Đó, thì các bác có thể thấy là ở trên cái cục driver này nó sẽ dùng một cái app để điều khiển cho cái bộ vỉ mạch của chúng ta, là cái mắt quỷ của chúng ta. Nó sẽ hiển thị được rất là nhiều màu. Về cái phần này thì cái mắt quỷ của chúng ta nó sẽ thể hiện được 210 cách chơi nhạc khác nhau. Cũng như là về cái phần ánh sáng này là nó sẽ thay đổi được theo phong cách của 210 chủ đề khác nhau. Đó, thì các bác có thể thấy là em nói cái phần chơi nhạc thì sao? Bởi vì là khi chúng ta sẽ kết nối cái phần smartphone của chúng ta, một chiếc smartphone bất kỳ, thì ở đây em đang dùng một chiếc iPhone, thì tí nữa em sẽ trình diễn cho các bác coi. Thì trong cái phần iPhone này thì chúng ta có thể phát nhạc và cái đèn này nó sẽ có thể làm việc theo cái phong cách mà chúng ta đã cài từ trước đó. Rồi, thì để chúng ta sẽ đi vào cái công việc là kết nối cái điện thoại của chúng ta vào cái app này thì chúng ta sẽ cần phải làm gì. Và bây giờ là em sẽ đi vào tiến hành và chia sẻ cái cách thức kết nối của cái chiếc smartphone em đang cầm ở đây và cái app sử dụng ở đây. Rồi, thì bây giờ em sẽ đi vào tiến hành. Rồi, thì bây giờ là em sẽ hướng dẫn các bác cái cách sử dụng cái app trên chính cái chiếc điện thoại smartphone của chúng ta sau khi là đã được cài đặt app đâu đấy rồi. Và bây giờ là cái bước đầu tiên cũng như là cái bước quan trọng nhất khi mà cái máy của chúng ta chưa có cái phần app đó. Thì ở đây là em đã tải về rồi, nó có hiện chữ Let's Lab. Thì các bác có thể là vào cái kho CS Play cũng như là App Store nếu như các bạn sử dụng iPhone như thế này này. Đó, thì các bác có thể đánh cái chữ là Let's Lab mà nó khác ra. Hoặc là chúng ta có thể là sử dụng cái phần mềm iCheck hoặc là phần mềm quét mã QR code. Đó, thì ở đây em sử dụng smartphone là chiếc iPhone 7 ở đây. Thì em chỉ cần là vào cái mục là camera. Và sau đó là em sẽ lấy cái mã QR code của cái phần driver của cái phần mắt quỷ đổi màu ở đây và em giơ lên trước ống kính. Đó, thì lúc này thì các bác có thể thấy là ở trên màn hình của em nó đã hiện cái chữ mở mã QR code ở đây. Em chỉ cần kích vào đây là nó sẽ tự động nó chuyển sang kho App Store đối với lại dòng iPhone, còn CS Play đối với lại những cái dòng mà ví dụ như Samsung hệ điều hành Android đó. Thì đây là em đã tải về rồi, nó hiện chữ mở. Còn nếu như các bác chưa tải bao giờ thì các bác có thể là bấm tải ở cái góc màn hình chỗ này và các bác mở. Thì sau khi là các bác đã tải về rồi thì nó sẽ về máy của các bác, có thể nó nằm ở đây hoặc là những cái phần trang bất kỳ, đại loại là cái hình nó sẽ là như thế này. Rồi, thì bây giờ là em sẽ hướng dẫn các bác cái cách kết nối. Thì sau khi chúng ta đã kết nối rồi thì chúng ta sẽ vào cái phần setting của chúng ta. Vào cái phần setting của chúng ta là chúng ta sẽ kéo sang cái mục là Bluetooth ở đây. Và bây giờ là chúng ta sẽ mở. Chúng ta sẽ phải chờ một xíu để cho cái phần Bluetooth của cái máy này nó sẽ đọc lên cái mã phần mềm của cái thiết bị của chúng ta cần kết nối, nó là cái phần driver ở đây. Và cái phần driver của em thì nó sẽ có cái chữ như thế này.
Có thể là ở cái mục của các bác nó sẽ hiển thị các cái ký tự này nó khác nhau, bởi vì là mỗi một cục này nó sẽ hiển thị một mã, nhưng đại loại nó sẽ là chữ LED, BLED ở đây. Rồi thì bây giờ là em sẽ kích vào đây. Sau khi kích vào đây thì nó sẽ kết nối với lại cái phần Bluetooth ở trên cái cục driver của chúng ta. Các bác phải chờ một xíu. Đó, sau khi nó đã hiển thị cái chữ đã kết nối thì chúng ta sẽ thoát ra. Và bây giờ là chúng ta sẽ vào cái mục là Let's Lab. Sau khi nó vào một cái giao diện như thế này thì chúng ta muốn sử dụng một cái app nào ở trên này thì chúng ta sẽ vào cái mục dấu cộng ở đây. Đó, thì ví dụ như ở đây thì em sẽ tích vào cái mục mà Let's Blade ở đây. Rồi thì chúng ta sẽ lưu nó lại. Đã tồn tại, đúng không ạ? Và bây giờ là chúng ta sẽ kích vào cái mục này. Đó, thì ở đây là chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái hình số 0 ở đây. Và hiện tại là Bluetooth chúng ta đang chưa tìm thấy thì chúng ta sẽ kích vào đây. Là chúng ta sẽ bật cái chức năng này lên. Khi chúng ta bật chức năng này lên rồi thì chúng ta sẽ vào cái hình số 0 mà có cái ba gạch ở đây. Thì chúng ta sẽ kích vào đây. Thì lúc này là các cái phần thiết bị của chúng ta nó chưa được liên kết với nhau. Thì bây giờ muốn cho nó liên kết được với nhau á, thì chúng ta sẽ vào cái hình mũi tên xoáy xoáy xanh ở đây. Thì chúng ta tắt nó đi. Và bây giờ là chúng ta bật lại nó lên thì nó sẽ tìm kiếm. Có thể là nó sẽ tìm một lần thấy ngay hoặc là tìm một hai lần gì đó. Tùy vào cái độ kết nối. Thì hiện tại là cái phần Bluetooth ở đây nó sẽ là Bluetooth 4.0. Thì cái độ kết nối của nó sẽ tương đương khoảng tầm khoảng 12 mét quay đầu. Thì chúng ta sẽ càng gần thiết bị thì càng tốt. Nếu mà xa quá nó sẽ rất là khó kết nối. Và sau khi chúng ta đã bật cho hệ thống nó tự động nó tìm kiếm thì nó sẽ lên một cái chữ như thế này. Và bây giờ là chúng ta sẽ tích vào đây. Đó, tích vào đó rồi thì chúng ta sẽ kết nối tiếp. Thì ở đây nó sẽ ghi cho chúng ta là một thiết bị khả dụng. Đó, và sau khi kết nối thì chúng ta đã có hiện lên là một đã kết nối. Rồi thì sau khi là một đã kết nối rồi thì chúng ta sẽ vào đây. Chúng ta sẽ thoát ra và chúng ta sẽ thay đổi màu của em nó. Đó, thì các bạn có thể thấy đây là nó là màu xanh. Và chúng ta sẽ chuyển sang màu trắng. Và chúng ta sẽ cho sang màu hồng và màu đỏ. Rồi, thì bây giờ ở trên cái mục app này nó cực kỳ là nhiều những cái tiện ích khác nhau cũng như là nhiều cái chủ đề nhạc khác nhau. Rồi thì bây giờ thì chúng ta có thể là nhảy sang cái mục chế độ ở đây. Thì ở đây là nó sẽ nháy ba màu. Đó, thì nó sẽ nháy cho chúng ta ba màu cơ bản. Chúng ta sẽ để sang nháy 7 màu thì nó sẽ nháy 7 màu. Giải tốc độ phát màu. Ở đây thì nó sẽ có cái tốc độ nhanh, tốc độ chậm, độ sáng là 100%, ví dụ thế, vân vân. Rồi thì bây giờ là mình sẽ sang cái mục tùy chỉnh ở đây. Ở cái mục tùy chỉnh này thì chúng ta sẽ để là tốc độ nhanh chậm. Đó, nhanh chậm. Và chúng ta có thể là cài các cái chế độ màu ở đây. Đó. Thì ở đây các bạn có thể thích những cái chế độ màu nào riêng tư của các bạn thích theo cái kiểu phong cách của bạn là sẽ cho màu xanh, màu tím gì chẳng hạn đấy. Khi khi chúng ta đã đặt rồi và nó ra cái màu mà chúng ta ưng rồi thì chúng ta sẽ bấm xác nhận vào đây. Thì lập tức ở chỗ này nó sẽ ra một cái ô màu như thế. Và tiếp theo là chúng ta sẽ có thể là lựa chọn nó sang cái màu cam cam. Đó, màu hồng hồng. Ví dụ cái màu hồng này mình thấy khá là đẹp, khá là ưng thì chúng ta chỉ cần bấm xác nhận vào đây. Rồi, tiếp theo là sẽ là một cái mục đặc sắc hơn là chúng ta có thể là chơi nhạc cho em nó. Đó, thì ở đây là chúng ta sẽ có cái hình cái đĩa than biểu tượng của cái đĩa nhạc như thế này. Và chúng ta sẽ bấm vào cái mục phát nhạc ở đây. Thì vui lòng là chọn những cái bài hát trước. Rồi chúng ta sẽ kích vào đây. Thì lúc này ở trong cái giao diện của chúng ta nó sẽ cập nhật toàn bộ những cái phần nhạc của chúng ta ở đây. Thì mình sẽ phải chọn một cái bài nhạc nào mà không có bản quyền. Đó, thì các bác có thể thấy là nó phát theo tốc độ ở đây. Đó, nó sẽ nhấp nháy và nó thay đổi. Mình cho nhỏ nhạc một xíu. Đó, thì các bác có thể thấy là nó sẽ thay đổi hoặc là chúng ta sẽ có thể kích vào đây. Đó, nó sẽ chạy như thế này. Nó chạy như thế này thì nó sẽ thay đổi màu sắc ở trên cái bi của chúng ta. Nó cực kỳ là đẹp, nó rất là cool ngầu. Nó sẽ tạo ra một cái sự khác biệt hoàn toàn với những cái phần còn lại. Đó, thì các bạn có thể tự hiểu cái phần này. Và cái phần bi này thì bên mình đã làm lại nó để mình độ lại nó như thế này. Thì các bác có thể thấy là ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy một cái viền mờ đúng không ạ? Còn cái phần bi zin bản là nó sẽ không có cái phần này. Thì khi bên mình có kỹ thuật họ can thiệp và họ sẽ làm cái phần ở trong này thì chúng ta phải bôi thêm một cái lớp ở ngoài này nữa để tăng cường cái độ cách nước cho cái phần bi này. Mặc dù là khi chúng ta tách này vào rồi thì chúng ta đã phải sử dụng những phần keo chuyên dụng rồi, nhưng chúng ta sẽ bôi thêm một phần nữa ở ngoài này, nó sẽ tăng thêm cái độ chịu nước. Cũng như ở đây thì các bác có thể thấy là có rất nhiều bác em ship cho, thì đây để em bóc nó ra. Các bác có hỏi là có cái lỗ như thế này thì nước nó sẽ vào đúng không ạ?
em bóc nó ra. Đó, thì các bác thấy có cái lỗ như thế này thì các bác sẽ cho rằng nó sẽ ép vào nước. Nhưng xin thưa với các bác là nhà máy người ta làm, người ta đã tính toán hết rồi. Đó, thì ví dụ như ở đây em có cái chiếc điện thoại iPhone. Cái này là tiêu chuẩn chống nước IP65. Hoặc là iPhone, từ iPhone 7 Plus đổ lên là đã có phần chống nước rồi. Thì ở đây nó vẫn có những cái màng loa như này, tại sao vẫn ngâm nước bình thường? Thì nhà thiết kế người ta đã thiết kế ra cái màng này là nó sẽ chịu được nước. Ví dụ như khi bọn em đã test là bọn em tách cái phần bi này ra, và bọn em sẽ để nguyên nó như này, bọn em đổ nước vào thì nước hoàn toàn không thấm được ra ngoài này. Đó, thì các bác cứ yên tâm. Và hoàn toàn hơn thế nữa là bên em đã xử lý lại cái phần lỗ như thế này rồi, thì nó lại càng tăng cái độ chịu nước cho cái phần bi này. Thì có nhiều anh em muốn độ những cái phần bi này vào những cái phần pha của những cái chiếc xe máy, thì các anh em đó cũng như là các bác đó có hỏi mình là cái phần bi này có chịu được nước không, thì em xin thưa là cái phần bi này hoàn toàn chịu nước, nguyên bản của nhà máy nó đã chịu nước rồi. Cộng thêm với cái việc là bên em độ lại là bên em đã làm những cái phần keo chát thêm ở ngoài này thì cực kỳ yên tâm. Đó, thì cái sản phẩm này bên em đang bảo hành là 15 tháng, lỗi đổi mới trong thời gian bảo hành đó, chẳng may nó có bị hỏng, bị cháy thì bên em sẽ đổi mới hoàn toàn. Và cái phần mà sử dụng những cái phần áp như thế này là hoàn toàn là do bên em độ thêm vào. Thì cái phiên bản V3 này thì nó sẽ có cái mục là sử dụng bằng app trên điện thoại. Đó, thì ở đây nó có cực kỳ nhiều các cái chế độ. Thì những cái chế độ như nào thì các bác có thể là dinh một em nó về để các bác có thể là tự nghiên cứu nhé. Ở khuôn khổ video thì em sẽ không thể trình diễn cho các bác xem được. Đó, thì các bác có thể là hôm nay thích màu đỏ phong thủy thì các bác có thể để màu đỏ. Ngày mai các bác thích xanh chuối thì các bác để xanh chuối. Ngày kia để màu xanh này, mỗi hôm để một kiểu. Hoặc là các bác có thể là đảo. Thì ở trong này nó sẽ có rất nhiều những cái mục, thì các bác có thể là vào cái phần hình chữ C mà có cái hình bánh răng ở đây. Đó, thì ở đây nó có các cái app sẵn rồi, thì chúng ta có thể là kết nối cái điện thoại của mình là đóng cặp hay mở cặp, thì chúng ta có thể là bật phần Bluetooth lên cái là nó sẽ tự động nó nhận diện và nó tự động nó kết nối với cái app này, cực kỳ là tiện lợi. Đó, thì ở đây thì các bác có thể là lựa chọn các cái màu sắc tùy ý, tùy thích theo cái tông màu mà các bác thích. Đó, thích chọn. Thì các bác có thể là thay đổi độ sáng của cái phần mắt quỷ này. Đó, các bác thấy nó sáng quá thì các bác có thể chỉnh nó tối đi. Đó, các bác có thể tăng giảm độ sáng tùy. Hiện tại là ở cái chế độ này ấy, thì em thấy nó chỉ có vài cái màu này thôi. Nhưng sang ở cái chế độ ở phía bên này, ở cái chế độ phía bên này, thì ở cái mục tùy chỉnh này, đó, ở cái mục này thì em thấy nó có những là 210 kiểu chơi khác nhau. Đó, thì nếu như các bác muốn chuyển sang cái chế độ này thì các bác lại phải kết nối lại như ban đầu. Đó, thì ở đây là 209 này. Đó, thì các bác có thể thấy là 210 ở dưới, đúng không ạ? 210 kiểu chơi, cực kỳ là nhiều. Đó, thì khi các bác chuyển sang các cái giao diện khác nhau ấy, thì các bác lại phải kết nối đồng bộ nó lại như lúc đầu. Em đã hướng dẫn các bác đó. Đó, ở đây thì có rất nhiều các cái kiểu chơi khác nhau. Đó, có những cái kiểu này thì em chịu, chả biết là cái gì, em cũng chưa có thời gian nghiên cứu. Đó, thì các bác có thể thấy là nó đã không nhận được rồi, đúng không ạ? Đó, tại vì là chúng ta chưa kết nối lại với nó. Đấy, khi chúng ta về cái app ban đầu thì chúng ta... Nếu như các bác có nhu cầu có thể là sắm một cái phần driver rời như này, thì các bác có thể là độ vào bất kỳ cái phần bi nào mà các bác mong muốn. Đó, thì nó sẽ là như thế này, thì bên em sẽ ship cho các bác. Hoặc là các bác muốn đặt một cái bộ bi gầm và độ lên những cái chiếc xe thân yêu của các bác, cũng như là độ lên pha đèn của những cái chiếc xe máy Honda hay là Yamaha, đại loại là những cái chiếc xe máy ấy, độ vào pha, thì các bác có thể là yêu cầu em làm sẵn như thế này thì bên em sẽ ship về. Giá thành như thế nào thì các bác có thể liên hệ trực tiếp về em theo cái số điện thoại em sẽ để ở cái phần cái các ở đây. Đó, số điện thoại của em ở đây, tên shop em ở đây. Đó, thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại này, hoặc là em sẽ để một cái số điện thoại ở trên góc màn hình ấy, nó luôn luôn hiện thị ở trên đó, thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em. Thì lý do em sẽ không công bố giá ở đây vì là một cái video khi em đăng lên như thế này thì nó sẽ theo 5 tháng em phát lên YouTube, nó sẽ theo rất là nhiều thời gian 5 tháng, có thể là hàng chục năm sau thì các bác vẫn có thể xem được cái video này. Đó, thì lý do là em sẽ không nói cái giá ở đây bởi vì nó phụ thuộc vào từng phiên bản. Ví dụ như các bác mua một cái phiên bản bi không đơn thuần như thế này thì giá nó sẽ khác. Phiên bản V2 thì giá nó sẽ khác, và phiên bản V3 nó có nhiều chức năng hơn. Cái phần mắt quỷ này nó sẽ thay đổi được màu sắc, nó sẽ đẹp hơn, nó long lanh hơn, và nó sẽ có nhiều cái để chúng ta tìm tòi và nghiên cứu nó hơn, thì cái giá nó sẽ là khác. Đó,
Thì vừa rồi thì em đã chia sẻ cái cách mà sử dụng cái app này trên những cái chiếc điện thoại và chúng ta có thể là chỉnh được nó theo cái sở thích cũng như là ý thích của chúng ta. Rồi, thì cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại. Em là Kim Mô Tôn.